Không, bạn mình chơi mát mày cứ thích bay vào khu bất cam này bắn nhau sướng. Nào, làm thêm một game nữa nào. Hai team. 1 3 4. Khoảng 6 team ấy. Gớm mà. Ừ, mình thấy phải 6 team nữa, 2 team, 3 team là vào đây rồi này. Bên kia là team nữa là 4 đấy này. Thì đấy, nãy mình đi gần nhau mà nó bế mình đi nhanh vãi nồi rồi. Mình với Lộc đi dính với nhau luôn chứ đừng nói gần Ờ, nhau. mà thế quái là mà nó phơm mình được ạ. Mà hình như là tiếng của MK nó bị lỗi sao, nó lỗi tiếng đàm ấy. Đâu, thằng nãy nốc mình là thằng QBZ bạn ơi. Thế bạn đi, bắn mình rồi. Để mình bắn đi. Ừ, tao lại không nhìn được tên bạn ạ. Nó ra ngoài rồi bạn ạ. Kìa. Mẹ nó chạy hack não thế. Kho có này. Mình đợi bạn ngó nãy giờ rồi. Đẩy kho các cậu ơi. Ui hay. Kho à? Ừ, kho kho kho, hai kho đều kho. Kho kho. bên phải con, kho bên phải con. Ừ, đúng đúng rồi, đúng rồi. Dư sát ba chỗ này này. Marked a location. I got supplies. Ồ. Cẩn thận cơ nha. Cứ từ thôi. Ok, mình làm được. Các bạn cứ thoải mái đi. Đây mình nghe rồi, trong kho luôn này. Nó đang kê trước mặt rồi. Sau cái thùng Cẩn hay thận nha, sao ấy có nhỉ? một team bên 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 phải xa. Ui lag à, quả bị giật ngược kìa. Ừ, vẫn mình vừa thấy một thằng chạy đến này. Ok bạn, vẫn đông mà. Chỗ này phải 4 team ấy, nãy mình nói với các bạn rồi, 4 team nha, nhớ phải nhớ trong đầu là 4 team. Nó vừa gần 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 bên trái. Không, không. Riêng đoạn này là em phải lùi về mình lấy nhà y lại đúng không? Đây, thì cứ nghe mình đi, nghe mình thì sống mà chống mình thì chỉ có game mới thôi. Không, nãy giờ mình nghe mình mà toàn bạn chết không à. Vãi nồi ạ, chết nào, mình chết cái thấy không? Trận này bắn nó gì đi. Dư xác mà bộ chỗ này rất là nhiều này các cậu. Kìa. Tao. Ê sau lưng, sau lưng, sau lưng. Ê. Mình canh bọn ba kho trước các bạn này, nó không qua bên mình rồi. Đây, ngay ở chỗ cái nhà bé bé này. Một thằng yếu. Ba hàng nhá, mình thấy mình nghe thấy có ít nhất ba hàng. Yeah. Nó một. Nó đắp một thằng thằng chỗ nào ấy? Chỗ chỗ cái chỗ cái thùng. Holy shit. Trước mặt nó cứu. Rồi nghe nghe nghe. Đâu? Hay. Đây đây đây. Dầu nhất đây. Yếu. Lia. Này. Uầy. Mạnh dữ vậy. Ghê dữ ta. Ghê dữ ta. Bốn thằng luôn ạ, vãi nồi thật. Kìa, tiếp theo là công san kìa. Mình lấy lại nhà y nhanh. Lấy lại nhà y nhanh. Đừng để lấy y là khó đấy. Khó công. Có phải quán không mọi người? Có phải quán không vậy? Cho mình hỏi. Chưa nghe bọn kia nha, chưa nghe thấy bọn kia ở đâu nha. Sợ nó lấy nha trước mặt rồi. Nhìn mình này, các cậu ơi không, nó lại bế mình đi. Ok kìa. Team bên nhà đấy đó, ít nhất là 3 thằng nhá.
chưa thấy động tĩnh gì. Rồi rồi, nó băng qua đây rồi, nó băng qua đây rồi. Trời ơi. Đừng ấu nha, đừng có ham đồ nha. Ba hai năm kìa. Thấy rồi, à, nghe rồi mà chưa thấy thôi. 325, 325. Thế thì bây giờ, ôi nó vào cái nhà hàng xóm rồi. À bọn này ấy hả? Nghe được, nghe được cái nhà hàng xóm bên trái ấy. Hiểu hiểu. Ui, hai thằng rồi. Đúng đấy, cẩn thận nó ốp bom ấy. Tầng 1 nhà 2 tầng. Nhà này này, nhà này có tầng 1 tầng 2 có hết đấy. Mới thấy có hai thằng chỗ đấy thôi, có mất. Nó vừa bom qua nha, cẩn thận nha. Hai thằng ở bên nhà 2 tầng. Có bom không bé ơi? Ui nó có bom phí đấy. Đấy để mình bao cho bạn. Nó một. Tay bán tiền ra. Đẩy đi, mình đó một rồi. Ừ, bạn bắn nó luôn. Vậy có hai bên này thôi các bạn này, đẩy đi, đẩy phải này. Nó đang cứu mọi người. Đây, đẩy hắn ra sau như thế này. Ui, cường đẩy lên luôn rồi à. Gạt. Ờ, à gạt à. Cái gì vậy cường ơi? Tao hết đạn, Ok. Súng lâu quá. Cứu đi, như này là cứu cho chắc ăn. Cứu đi. Ok. Thằng nhà cuối. Qua kìa. Thằng cuối bên kia thôi. Qua. Sau cầu thang, sau cầu thang đúng không? Ừ, sau cái cầu thang. Rồi, mình đã biết. Nhìn hộ mình là được. Ui rồi. Tao không chết thì cũng phải chết thôi. Ăn cho mình quả bom gần. Đấy, anh em mình cứ nhịp nhàng như thế có phải sống không? Được, còn nó lại ớt sao cái này? Từ từ. Setting lại cái bandit đã. Pick up này. Kìa. Ê, từ từ từ. Sống vội. Hôm nay mình bắn kiểu tỉnh táo nhỉ. À thế à? Ừ. Cover nhịp nhịp nhàng không? Nhịp luôn. Biết là đang cứu. Ô thôi. Xây. Mình không nói đâu. Nghe quả sấy hơi lỗi. Chơi ăn mảnh vậy. Trên khu nhà à? Không, trên đồi này mà, nãy mình vừa gạt một ông trên đấy thôi, còn không biết là đồng đội đâu. Ui, ui sau lưng. Ôi, đằng sau mọi người ơi. Ôi giời ơi, thấy, ngoài bờ tường mình thấy rồi. Ờ, cứ lùi về đi, vậy mình, rồi ok rồi. Chắc bạn nó đẩy qua bên này rồi ạ, nhanh thế. Ui, ui, hai. Khác, ui, ui. Khác. Ba thằng luôn. Nhà hàng xóm. Lại ngu rồi. 4x này các bạn ơi, ai cần 4x không? Cái nhà cũ mà lúc nãy mà bé bị nóc nhà nó đứng tầng 2 ấy. Biết nhà hàng xóm đấy, nhà 3 tầng gì. Ui rồi. Có một thằng nó đang kê ngay sau tường này. Để mà công được bọn này mình phải vòng ra sau đồi mà sợ đồi. Không biết là bọn này phải bọn team thằng sau lưng không ta? Trước mặt à? Không. Mình ném sổ móc mình fake coi có thằng nào chạy không mà không nghe tiếng gì. Sợ nó lấy cái đồi trước mặt này. Ui, phải đồi. Phải đồi cường. Thật là cái đó nhìn được là toang ấy mày. Đây rồi. Đây. Bé na đây rồi mày, sợ sao luôn. Trước mặt, nó nghe được. Đừng bỏ nó, nó nghe được. Chết này mày rồi. Kìa nó ra tiếp à? Ờ, bé bị nóc à? Ừ. Đấy, cường canh em mình cứu được. Hết sờ bóc đi Lộc. Hết sờ bóc, hết sạch. Đây, mình
có ba quả này, mình quyết này. Có ba bóng bé đây. Hay. Tao gạt đấy. Hay cứ nó sau cái thùng kia. Hay. Hay. Ui, đâu rồi. Uầy, nó một đầu mấy người rồi, Bắn sai lần khó bắn quá mọi người ạ. Rỡ ra bạn. Chơi. Chơi luôn. Chắc là nó lùi về đấy, thằng này chắc thằng cuối. Bạn của cái ông nằm trên đồi. Chơi đây. Bọn này một team mà. Ba lô ba này các bạn. I got supplies. Lấy mình. Còn cắt đi. Thế nó trước mặt rồi. Ôi, có tiếng bom trước mặt này. Nghe rồi nhá. Xa. Hết được bắn, được bắn. Qua trái. Bên phải đi, mang lấy thấy. Đúng rồi. Sợ cái thằng lé nó đang nằm lưới trước mặt này. Bơm máu đi mọi người, bơm máu này vô. Tám giây bò lại vào. Trái hẳn không nhỉ, hay là công lên đồi luôn. Đẩy thẳng luôn bạn, đâm thẳng xuyên thủng luôn. Chỗ này ngoài bo cho chúng nó chặt. Xuyên thủng à? Anh ừ. Ấy, ok luôn. Rồi, có tí bên phải. Đang sau lưng này. Tí bên phải, chúng nó vừa nốc một rồi. Mình lên đây mình cần liêu bọn trước mặt luôn. Bọn trước mặt đang okay. Bị nốc một rồi. Cần liêu bọn này xong mình canh bọn phải luôn. Hiệp. Bọn đang cố nó phơm kìa. Nốc 2. Cái xe trước mặt bạn đấy. Ừ, xe bọn nó cong lên đây mà. Thấy thằng phải này, nóc này. Chết luôn bạn ơi, còn team trước mặt này. Đây này. Còn lia luôn này. Hay bạn ơi. Ui giời, không biết mà firm hai ông kia nhờ. Thằng phải là mình nghĩ là cái thằng cuối cùng ấy. Thằng cuối cùng của team kia ấy. Chính xác, đúng luôn. Ui, lắm sờ móc đấy. Đây, hai nước. Xác dưới đây đây mọi người. Ôi rồi xong. Trong nhà vệ sinh. Xếp rồi, đúng không? Bé cứu đi bé. Xếp. Đại hội à? Okay. Cho mình quả sờ móc đi để mình nhẹt nhá. Bạn ném vào trước mặt nhé. Đây mình ném cho. Ok. Giờ có mỗi thằng thôi. Sau nhà vệ sinh nhá. Bé đưa cốc 6 cho mình đưa cốc 3 cho này. Đấy. Các bạn này nhanh nhanh các bạn này. Xong rồi vòng sau này mình đẩy trái này, đẩy trái dễ hơn, đẩy trái từ dưới đấy, đẩy lên. Mình bơm nước các mình lên liền. Mình qua đây mình sợ mình chết này. Mà giáp mình cũng hư quá. Trời luôn này. Rồi. Thấy đây này. Mép đúng không? Sau cái nhà này. Yếu, được 2 viên. Bắn trộm này bạn. Ê bạn nói đang nghe sau luôn. Cho đấy. Mình sau luôn rồi. Hủy diệt. Hòn đá kìa, hòn đá trước mặt kìa. Ui giời. Đây. Tìm mạnh thế nhỉ. Đâm thủng là xuyên thủng mà bạn. Thấy không? Bạn bảo là vòng trái cho mình bảo đâm thẳng luôn, ăn 3 kill, 3 team chứ. Bo vào mọi người. Bên phải đi, lên phải cho đối phải đi nhỉ. Quá, Silent SMG. Không phải gì hết, đâm thẳng luôn. Hai team bắn nhau kìa. Còn 6 team, thế chúng nó bắn nhau rồi các bạn. Mình đẩy mình lấy cái đồ này đi. Watch out. Hợp lý. Đúng ý mình đây. Úi, chết rồi. Này thì mày chưa thấy tao này. Cứ vòng trái đi, cứ vòng trái cũng được. Vòng trái mình lấy nhà sớm đi, lấy nhà ở trên sớm luôn. Vòng trái là chúng nó khuất đồi rồi không bắn được mình đâu. Rồi ok. Rồi mình ok rồi này. Đẩy thẳng lên luôn, đẩy nhanh nha. Trời ơi. Ơi trời. Hai fan được kéo ra ta kìa. Thấy chưa cơ? Chưa thấy nó bạn ơi. Cái đệt ngồi chỗ nó cục đá cũng cây nào ấy. Giờ chúng nó ngoài bo rồi, nó chết rồi. Úi trời, cục đá gần thì sao bạn ơi? Ai biết nó mở 4 lần khó nghe thật. Watch out.
Cục đá này hoặc cục đá trên thôi. Mình đứng gần lắm. Khó nhìn thật sự. Cẩn thận nó vòng trái nữa nhá. Giờ thấy rồi, hòn đá, hòn đá. Mèo thấy nó nhờ. Thấy như thế mà nó không có viên nào vào đầu ạ. Cẩn thận nó vòng nha bạn ơi. Hai team mà nó vừa bắn nhau ở đây mà. Chưa thằng nào chết. Rồi, đâu rồi? Đây đây đây. Ba này. Nóc nóc nóc. Chúng nó nóc nhau. Sao nhìn thấy cái méo gì nhỉ? Thôi, top 1 rồi bạn ơi, đứng đây chết bo hết ngoài bo rồi. Đây, cả nằm nó sấy bảo sao nó sấy tín đấy. Vai nổi. Còn hai team Việt Nam, hai ông Việt Nam. Phải lấy zone rồi, thôi top 1 rồi. Chả còn gì để nói. Còn một kill cùng, còn một kill cuối cùng nhỉ các bạn. Rồi. Chán thế.